Sau khi mình cài cái trình duyệt Lê con sư tử thì cách nào để xem quảng cáo và nhận phần thưởng của Lê, sau đó mình nhấn vào cái phần tam giác để làm tham gia nhận phần thưởng. Để tạo nhận phần thưởng thì ta phải có cái phí Lê, phí nên là mình phải xác thực phí ở bên đây rồi đăng nhập. Nếu mà mình có rồi thì mình đăng nhập, còn nếu chưa có mình sẽ tạo phí mới từ đầu. Bây giờ chúng ta cùng tạo phí mới từ đầu. Đây là đăng nhập, còn không thì sử dụng phí mới ở hội trường phí không tạo phí mới đó. Thì đây là cho địa chỉ email anh Kha luôn, nhập địa chỉ email. Đấy là cái email ở điện thoại hay là cái email ở máy tính? Mail điện thoại cho dễ. Hay mail đấy. Có cần thôi mail điện thoại nha. Mail điện thoại. Đọc. Đang mở đây. Ta để một cái chữ Gmail nè, chữ đọc chứ. Dạ vâng. Chữ cờ thường thì chữ ca, hai bất thường. Đó thì sau khi có tài khoản hoàn rồi, toàn bộ phần này để xác thực phí thì nó sẽ tự động kết nối với cái phí xác thực. Thì khi đó là tiền thưởng của mình sẽ vào trong tab search. Ta vào phần cài tạo tiền thưởng thì trên đây anh Kha đã có ước tính là 2 cent 0.02 đô là 2 cent đó, thì nó sẽ tự động cập nhật vô trong cái ví này. Thế là chúng ta đã xong việc cài đặt lại được tiền thưởng từ Rev. Thì khi đó chúng ta có rút tiền thì ấn vào rút tiền từ đây. Khi rút tiền thì nó sẽ cho ta cái địa chỉ đó, là nó sẽ load nó ra cái trang. Thì chúng ta có thể rút tiền vào ví của mình. Thì đây là cái ví của mình đặt xong cái MetaMask. Thì trong cái MetaMask này để tôi tạo nhanh cái ví thì tôi nhắc mật khẩu tối thiểu để tôi đặt mật khẩu thì sau đó cái này là backup tray thì tôi sẽ để sau. Nếu muốn kế tiếp thì tôi phải thêm nó. Cái này là chức năng mới của MetaMask, có thể swap giữa các token với nhau. Đây là cái ví MetaMask của mình. Đó, tôi thêm cái token của thằng Libra. Khi mà chúng ta thêm cái ví này vào thì nó sẽ nằm trong ví của mình luôn. Nó thì mình kéo trực tiếp vào ví này luôn. Nhưng mà thằng MetaMask nó trả là nó sẽ trả vào ví này chứ. Rồi từ ví này chúng ta kéo vào cái ví con cá. Nó chỉ là thôi. Cái này, cái biểu tượng nó giống như là quả địa cầu. Quả khinh khí cầu. Thì ta bỏ vào kim khí cầu trước rồi từ kim khí cầu vào người ta. Đó thì chúng ta có ví dụ như là trong ví nhanh là nó có đồng phát thì tiền khác ra như chi tiêu đó, thì nó sẽ quy đổi ra tất cả đồng tiền. Cái
các nước, tiền của các nước. Dạ. Thích hợp cũng có thích hợp. Hợp tất cả các blockchain khác. Security là anh tạo khoảng mặt 2 lớp này. Cái này anh cũng phải thêm khoảng mặt 2 lớp này. Massive Field là cái trang nhìn lúc nãy, còn cái kia là cái nó thì cái phần mà cài đặt quý và sử dụng trình duyệt Brave để mà nhận tiền thưởng bát tiền trên browser trên trình duyệt Brave khi coi quảng cáo. Thân ái chào tạm biệt.